hôm nay thật là một ngày tuyệt vời. Đã đến lúc chào các quốc gia Trung Á đa dạng thôi. Hello Kyrgy, hello Kazakh, hello Uzbek, hello Turkmen, hello Tajik, hello Afghani. Là Afghan chứ, chú là phơ. Hello Ak. Mừng. Bắt. Kiểu này nghe có vẻ không ổn, tốt hơn mình nên thử diễn đạt lại câu này. Hello. Aki. Xin kính chào quý vị và các bạn. Tối nay trên tin tức Anglo, chúng tôi sẽ đưa tin 24/7 về sự ra đi của nữ hoàng bệ hạ, người đứng đầu Vương quốc Thịnh Vượng Trung. Tôi là một đảng viên Cộng hòa, Quebec độc lập và bãi bỏ chế độ quân chủ. Tuy nhiên, dự kiến Quebec sẽ không có ngày lễ mà là một ngày để tang vào ngày tang lễ của cố hoàng hậu. Này anh quốc, lâu rồi không gặp, trông ông rất là khác. Trông như đang giảm cân vậy, ông đã giảm nhiều cân phải không? Yeah. Đó không phải là lời khen đâu. Anh đã đúng, Alemane, nhà hàng này rất sang trọng. Em không ngờ ở Mỹ lại có một quán ăn phục vụ món ăn không ngừng tim đập trên đĩa. Anh rất vui vì em thích điều bất ngờ kỷ niệm ngày kết hôn này. Em cứ đặt hàng những gì em thích đi, anh sẽ trả tiền nha. Chào mừng đến với C America. Tôi có thể đặt hàng cho ông được không? Vâng, tôi sẽ cần có tôm hùm Thermidor với rau chân vịt và đậu xanh. Sự lựa chọn tuyệt vời, thưa ông. Và cho quý bà. Tôi sẽ chỉ cho một ít trứng cá muối thôi. Tôi rất xin lỗi, thưa bà, nhưng... Là gì vậy ông? Có vấn đề gì à? Chúng tôi không phục vụ trứng cá ở đây nữa. Ôi xem chua di ứng cao quý, xin vui lòng cho tôi vượt qua cuộc hành trình của tôi đến Rome. Xin lỗi công dân, không có lối đi nào được phép. Rome đã gần vào mùa rồi, nhưng nó chỉ trong phò. Chính xác. Nga, tôi tuyên bố chiến tranh kinh tế chống lại ông. Kì. Cái gì? Thế chú đã học được gì? May quả đó chỉ là một cơn ác mộng. Hy vọng đó không phải là sự thật. Đức, có chuyện gì vậy? Thưa ông, tôi vừa nhận được một bức ảnh vẽ từ một bạn của Maroc gửi về. Tôi nghĩ ông nên chuẩn bị tinh thần cho điều không lành sắp đến. Đưa tôi xem. Ông thật ngu xuẩn, chúng tôi tự tin phạt ông. Oh, shit.